đám cưới là việc cả đời mới có một lần, bởi thế ai chẳng muốn tổ chức nó theo cách thức khác lạ nhất. Từ trước đến nay, người ta thấy nhiều về những ảnh cưới lạ, cách rước dâu khác lạ hay thậm chí đám cưới cũng được tổ chức theo concept riêng. Mới đây, một cặp dâu rẫy còn chơi trội cả tờ thiệp mời nữa khi tự biến nó thành đẳng cấp vô cùng khác lạ. Tuy nhiên khi tấm thiệp được đăng tải lên mạng buôn bản hội, nhiều dân mạng lại tệch toạng vì độ lầy lội một cách đầy nghiêm túc. Theo đó, đây chắc chắn là đám cưới của hai người làm việc trong ngành luật. Không chỉ thời gian địa điểm rõ mà đến cả việc quen nhau cho đến các mốc yêu quý của mối quan hệ cũng được ghi tỉ mỉ vào đó. Tấm thiệp có đủ nội dung như một biên bản dạng làm việc của tòa án với các thành phần tham gia, nội dung và quyết định cuối cùng. Đúng là đẳng cấp của dân luật thật sự rồi đây này. Tấm thiệp mời nhiều chữ nhất là đây. Người chồng tên Trương Nguyễn Tợ và chị vợ là Lê Thị Nguyện, họ cùng bắt gặp nhau ở một công ty luật vào tháng 11 năm 2017. Thời gian làm tầm thường công ty, cặp đôi này chỉ giữ mối quan hệ đồng nghiệp, đồng đội bình thường. Tuy nhiên, bước ngoặt xảy đến khi anh Tờ thanh lịch công ty khác làm việc vào tháng 5 năm 2018. Khi đó, thi thoảng họ vẫn bắt gặp nhau trong những việc liên quan đồng đội hay trao đổi công việc. Làm việc ở đơn vị khác đến tháng 11 năm 2018, anh Thạc đã chuyển lại đơn vụ cũ. Bắt đầu từ thời gian này, anh Tờ phát hiện có tình cảm với chị Nguyện đến ngày 27 tháng 12, trong một lần đi dạo công viên, anh Tờ đã bắt tay và nói lời yêu với chị Nguyện hơi bất thần nhưng cũng có tình cảm từ trước nên chị Nguyện gật đầu đồng ý. Cái kết cho mối tình đó chính là đám cưới được tổ chức trong tháng 11 này. Quyết định bên dưới cũng có đủ những bộ luật được căn cứ tuân theo và kết luận chốt lại là việc hai người chính thức trở thành vợ chồng. Ảnh minh họa. Đúng là một tấm thiệp cưới hết sức sáng sủa tạo nhưng rất mực tỉ mỉ. Ai mà bắt được thiệp và đọc nội dung bên trong thì có lẽ chẳng cần phải tò mò gì sao cặp đôi hero chính bắt gặp nhau rồi yêu nhau và tiến tới hôn nhân được nữa. Dân mạng đã đưa ra nhiều bình luận cho tấm thiệp này. Nhiều người cho rằng nó thật sự sáng sủa tạo, thích hợp với ngành nghề của cô dâu chú rể quá mức. Số khác cũng hài hước dành sự tán thưởng cho người soạn ra tấm thiệp vì cất công sẵn sàng tỉ mỉ đến như thế. Tuy vậy, có ý kiến vẫn cho rằng thiệp hay song nội dung quá dài, chắc gì đã có người đọc hết được tất cả chữ phía trong. Đây không phải là lần trước tiên các tấm thiệp cưới được đầu tư. Trước đó, nhiều cô dâu chú rể cũng đã bỏ công trạng để cho ra đời tấm thiệp chất chơi nhất có thể. Thiệp mời đẳng cấp và nội dung nghiêm trọng đây. Thiệp mời đẳng cấp và nội dung nghiêm trọng đây. Thiệp cưới đẳng cấp Facebook. Nhìn tấm thiệp này ai cũng phải mỉm cười lăn lộn.